Trong gần 4 năm ngồi trước ghế nóng tại Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta đã phải đối mặt với nhiều thách thức. Thậm chí cũng không ít lần vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha có những động thái khiến cổ động viên pháo thủ phật lòng. Ông dứt khoát tước bằng đội trưởng của tiền đạo kỳ cựu Pierre-Emerick Aubameyang, lên kế hoạch trẻ hóa đội hình với việc chiêu mộ những cái tên không mấy tên tuổi. Mikel Arteta loay hoay trong khó khăn để rồi ông cuối cùng cũng gặt hái được những quả ngọt với sự liều lĩnh trong các kế hoạch dài hạn của mình. Mùa giải 2022-2023 chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của đội bóng phía Bắc London khi họ về đích ở vị trí thứ hai chung cuộc tại ngoại hạng Anh. Do vậy, sự sa sút trong khoảng 2 tháng cuối mùa giải đã khiến nhà cầm quân 41 tuổi buộc phải gấp rút tính đến phương án nâng cấp chất lượng đội hình ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 vừa mở cửa. Nhưng liệu rằng sau một mùa giải vượt xa sự kỳ vọng, Arteta sẽ phải làm thế nào để nâng tầm đội bóng của mình? Hãy cùng Yêu Bóng Đá Figo phân tích và bàn luận rõ hơn về câu hỏi này thông qua video dưới đây. Nhìn trước tiên, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay figo.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Một vài ý kiến cho rằng sức trẻ là yếu tố tiếp thêm động lực giúp Arsenal mạnh mẽ trong hành trình bám đuổi Manchester City. Nhưng đồng thời nó cũng là mặt hạn chế của đội chủ sân Emirates. Các cầu thủ trẻ tuổi dù tài năng, song lại không có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để đứng vững trong các thời khắc quan trọng nhất. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta đã thẳng thừng bác bỏ quan điểm này. Lập trường của ông về các dự định phát triển cầu thủ trẻ thậm chí còn được khẳng định đanh thép hơn với những kế hoạch mua sắm trong phiên chợ hè năm nay. Bộ đôi tân binh Declan Rice và Kai Havertz cùng ở độ tuổi 24. Bên cạnh đó, trung vệ Jurrien Timber cũng mới chỉ 22 tuổi. Tất cả đều có mặt trong chuyến du đấu Mỹ tiền mùa giải của đội bóng phía Bắc London. Rõ ràng, vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha tin rằng khi các cầu thủ trẻ cùng nhau phát triển sẽ trở thành điểm tựa đưa Arsenal đến đích cuối cùng là chiếc vô địch ngoại hạng Anh. Việc ký kết với rất nhiều cầu thủ trẻ là một chiến lược liều lĩnh, nhưng đó là những gì mà chúng tôi đang làm. Chúng tôi muốn tìm kiếm những gương mặt phù hợp để xây dựng câu lạc bộ theo các kế hoạch của mình. Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha nhấn mạnh về quyết định xây nhà trẻ tại Emirates. Arsenal sở hữu dàn cầu thủ với độ tuổi trung bình là 24,7, trẻ thứ tư trong tổng số các đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa trước. Nhưng đáng chú ý, pháo thủ là câu lạc bộ duy nhất trong top 20 đủ điều kiện tham dự Champions League. Bước vào mùa bóng mới 2023-2024, rất có thể độ tuổi trung bình của Arsenal vẫn xem như năm ngoái, thậm chí còn thấp hơn, tùy thuộc vào tương lai của một số cầu thủ lớn tuổi cũng như sự nổi lên của các học viên trẻ tài năng. Trong suốt những năm qua, vị thuyền trưởng sinh năm 1982 đã kiên nhẫn với chiến lược phát triển cầu thủ trẻ của mình. Và khi mọi thứ đang từng bước vào guồng, không có lý do gì để huấn luyện viên Mikel Arteta từ bỏ dự án của mình cả. Hướng đi của ông hiện tại rất rõ ràng. Khi trong đội hình gồm 29 cái tên tham dự chuyến du đấu tại Mỹ, chỉ có duy nhất Jorginho và Mohamed Elneny ở độ tuổi là 30. Còn lại đều là những gương mặt vẫn rất trẻ. Xét trên thực tế, với việc Kai Havertz và Declan Rice đều có khả năng được sắp xếp đá chính thường xuyên ở hàng tiền vệ, thì gần như chắc chắn đội bóng phía Bắc London sẽ sử dụng đội hình xuất phát mà không có bất cứ cầu thủ nào trên 26 tuổi. Cái tên già dặn nhất trong các kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta ăn hẳn sẽ là tiền đạo Gabriel Jesus. Người sinh vào tháng 4 năm 1997 đồng nghĩa với việc mới bước sang tuổi 26 được khoảng 3 tháng. Giới chuyên gia và cả nhiều người hâm mộ tỏ ra quan ngại về việc Arteta sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, đối với vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, đó không phải là vấn đề. Những kế hoạch sử dụng đội bóng này là kết quả của quá trình quan sát và tích lũy kinh nghiệm sau những năm ngồi trên chiếc ghế nóng của đội chủ sân Emirates. Một yếu tố quan trọng trong quá trình chiêu mộ cầu thủ của pháo thủ sẽ dựa trên thành tích sẵn có đi kèm theo số phút thi đấu của họ ngay từ khi còn nhỏ. Arsenal đang xây dựng một đội hình với cốt lõi là những cầu thủ trẻ khôn ngoan và đầy tài năng. Từ đó, huấn luyện viên Mikel Arteta muốn các thủ lĩnh bản lĩnh sẽ xuất hiện và thúc đẩy đội bóng tiến lên. Đó là lý do tại sao ông coi tân binh Declan Rice là ngọn hải đăng dẫn dắt pháo thủ đến vinh quang. Những gì chúng tôi đang nhận được ở Declan Rice là khả năng lãnh đạo và hào quang của cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy giống như một ngọn hải đăng sẵn sàng thắp sáng những người khác và sẽ làm cho đội bóng trở nên tốt hơn. Đó là một sự bổ sung đầy chất lượng. Cách Declan Rice nói chuyện và thể hiện bản thân cũng như tham vọng của cậu ấy và niềm đam mê về bóng đá chính xác là những gì chúng tôi cần. Cậu ấy sẽ đưa đội đến thành công. Thuyền trưởng sinh năm 1982 hết lời khen ngợi Declan Rice.
Chính sách phát triển của Arteta dường như đang đi đúng hướng với việc tạo ra một môi trường thu hút các cầu thủ trẻ. Và đó cũng chính là lý do vì sao William Saliba cảm thấy sẽ đạt được mọi thứ khi đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn cùng với đội bóng phía Bắc London. Trong khi Kai Havertz hân hoan khẳng định nơi này như gia đình ngay trong buổi tập đầu tiên. Đó là những gì mà Arsenal mong muốn. Chúng tôi phải tìm kiếm những cầu thủ thú vị với độ tuổi phù hợp, đồng thời sở hữu thái độ và tâm lý đúng đắn. Chúng tôi hướng đến việc sở hữu một đội hình trẻ với giá trị tương lai dài hạn. Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ có thể thi đấu cùng nhau trong 2, 3, 5 hoặc thậm chí là 6 mùa giải. Giám đốc thể thao Edu Gaspar thừa nhận về các kế hoạch xây dựng nhà trẻ của pháo thủ. Chính cựu danh thủ Allan Hansen từng có câu nói nổi tiếng: bạn không thể giành được bất cứ thứ gì với những đứa trẻ. Ngay trước khi thế hệ 92 của Manchester United giành cú đúp năm 1996, với độ tuổi trung bình của họ cũng chỉ ở mức 25,5. Rõ ràng, nếu biết khai thác đúng cách, các cầu thủ trẻ sẽ mang đến giá trị đáng kể cho bất cứ một đội bóng nào. Trong những năm gần đây, độ tuổi trung bình của các đội bóng giành được danh hiệu tại Ngoại hạng Anh rơi vào khoảng 26-27. Cụ thể là Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016 với các cầu thủ trung bình 27,7 tuổi. Thống kê tương tự của Chelsea mùa giải 2016-2017 là 27,2 tuổi. Liverpool mùa giải 2019-2020 là 26,6 tuổi. Trong khi Man City giành chiến tích cú ăn ba mùa giải trước với tỷ lệ trung bình là 27,2 tuổi. Năm ngoái, những đứa trẻ của Mikel Arteta đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc để đe dọa ngôi vị vô địch mà Manchester City nắm giữ. Nhưng sự thiếu kinh nghiệm đã khiến Arsenal vụt mất cơ hội ngon ăn. Do vậy, các cầu thủ vẫn cảm thấy rất thoải mái với những trải nghiệm này. Đó là niềm vui lớn, nhưng vì đội bóng của chúng tôi không có nhiều cầu thủ từng trải qua cảm giác đua vô địch nên không thực sự biết cách giải quyết vấn đề. Do đó, chúng tôi chỉ tiếp tục mùa giải như thể mình đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Chúng tôi chỉ ra sân thi đấu với nỗ lực giành càng nhiều trận thắng càng tốt. Thủ thành Aaron Ramsdale thừa nhận sự bỡ ngỡ trong cuộc đua vô địch. Những suy nghĩ của Ramsdale và các đồng đội được phép xuất hiện trong mùa giải trước, bởi việc Arsenal góp mặt trong nhóm đua vô địch đã là một cú sốc lớn. Tuy nhiên, họ hiện tại phải gánh trên vai áp lực của danh tiếng và sự kỳ vọng, đặc biệt khi chi số tiền lên tới 200 triệu bảng để mua sắm trong phiên chợ hè năm 2023. Vẫn là một đội hình với những gương mặt trẻ trung, tài năng ấy. Sau lúc này, huấn luyện viên Mikel Arteta buộc phải tìm ra những phương án tối ưu trong toàn mùa giải để đưa pháo thủ chạm đến đỉnh vinh quang.